Vàng núi Bà Tây Ninh, con xin chào bà. Chào các bạn. Hôm nay là cái ngày 23 tháng 12 âm lịch. Trước hết xin chúc sức khỏe đến tất cả các bạn. Hồi sáng á, tôi có đưa lên một cái clip nói về bây giờ cái bông cây mai nó sớm, mình có nên cái xịt thuốc thì nó làm cho cái bông mai này nó nở sớm, thì như vậy các bạn, thì như vậy thì có nên xịt hay không, thì tôi đã chia sẻ rồi, thì các bạn xem lại. Tôi quay cái clip này là cái clip thứ hai, thì các bạn xem lại cái nội dung hồi sáng nha, cái nội dung hồi sáng á các bạn xem lại nội dung hồi sáng, đúng không? Để mình biết được xịt hay không xịt thì tôi nói là xịt, không xịt thì hư. Bây giờ tôi xịt nè, bữa 18 tôi xịt rồi, bây giờ tôi tiếp tục xịt đi, gì tôi phát hiện nó có rồi đó, sâu rồi đó, mình không xịt thì cái mai mình nó hư. Các bạn xem lại, bây giờ mình chia sẻ cái nội dung ngày hôm nay là gì, xem cây mai lặt lá trong vườn ngày 16 có đúng Tết hay không. Thì tôi nói các bạn, bây giờ mình xem nè, không phải cây mai nào, tại mình quay cũng lựa chọn lọc các bạn ơi, mình thật tình nhau thôi, không phải cây nào nó cũng có cây nó phản chứ không phải không có, nhưng mà tại vì quay á, anh em quay thì quay những cái cây chọn lọc, tôi nhờ nhiều cây mai, các bạn đừng có buồn, bạn đua một hai cây thì nó nở sớm hoặc là nó ngậm hay gì đó, cái chuyện đó là bình thường lắm, bởi vì do thời tiết, tôi nói các bạn do thời tiết, và mình chăm sóc cây mai nó cũng như nhau các bạn, tôi cũng chăm sóc này, nhưng mà có cây thì chơi bông được và có cây chơi bông không được. Thì cái clip vừa rồi có một cái em bình luận á, em Khánh nha, thì em Khánh thì chơi cái cây mai là mua của tôi ở đây nè, ở Tây Ninh nè, thì em Khánh nói là cái đọt á, cái nó ra lá nhiều quá, thì em coi lại thì có những cây nó ra lá nhiều thì nếu ấy thì mình lặt cái lá đó bỏ, mình xem coi cái nút cái gạo mình chơi được hay không, còn nếu không được thì đổi lại. Nhiều mà, thì những cây tương đương thiếu gì đó, cái clip vừa rồi có cái em bình luận á, là em Khánh đó, là hàng năm mua cho tôi gần cả chục cây đó, năm nay em đó cũng có giúp tôi một số cây, nhưng mà có một cây gì đó nó bị cái lá đó các bạn. Bây giờ từ từ ha, mình xem mình lặt lá nó có kịp hay không. Thì tôi nói các bạn, không phải cây nào mà tôi nuôi nó cũng thành công đâu. Ví dụ bây giờ em lỡ em mua tại em lựa, tại em lựa cái đế, cái xương, cái tàn nó vừa ý, nhưng mà cái bông không vừa ý thì em có quyền đổi lại, trong này nhiều lắm, mình đổi được bạn, không có gì ha. Như cây này thì chắc ăn rồi, tại vì em mua cái lúc đó là cái còn lá, khi mình lặt ra đúng không, còn lá lặt ra thì nó không như ý thì được, tôi đồng ý đổi. Tôi nói các bạn, tôi không nói cái vụ bán nữa, là gì tôi bán đó, cái nào chết hoặc rụng đổi lại, và cái nào em đã mua rồi ở xa thì bây giờ dày chính xác rồi, thí dụ các bạn có mua thì dày nó đâu có lá nữa, thấy không? Nhưng những cái cây mà lỡ có lá ở vùng này được quyền đổi, thiếu gì cây lửa tương đương ha, cũng như cái cây này bạn thấy về chứ vẫn xài được các bạn nè, nhìn nè, thấy không, nó hơi xáo trộn nhưng mà nè, nếu lá vậy là bình thường nè, mình ngắt cái này bỏ đốt vô thì cái này mình xài nè, đâu có gì đâu, nếu vậy thôi được thì các bạn tùy ha, để như mình buôn bán là cho mình xài cây mai được, không phải mình bỏ ra 5-7 triệu 10 triệu rồi Tết lá không sao xài, thì đổi vô trong vườn cây nào tương đương bạn cứ lựa, mình đổi lại rồi. Thì bây giờ những cái bông, ví dụ bây giờ mình lấy cây này thì đâu có lá gì đâu, tại vì cái bạn đó nè lựa, cũng như tôi nói thì các bạn, không phải như cây mai này các bạn đấy, tôi nuôi cũng đâu phải là hay, cây mai này thì trúng, nhưng mà khi mình quay á, thì nói chung là cái clip mà ăn gian một chút ha. Nè, như cái mai này đâu không xài được vậy, đúng không các bạn? Còn khi mình lặt lá rồi, khi mình lặt rồi nó ra bung vỏ lụa là mình biết rất rõ nè, vậy là hết phản rồi.
thì những cây mai anh em nào mua của tôi, tại vì cái anh em đó là mua vào cái thời gian là nó còn lá vậy mà mình lặt ra thì đổi lại được quyền đổi ha. Rồi bây giờ mình xem thôi. Thì tôi nói các bạn nè, những cái lá này như ra vậy, cái lá này có lên lặt hay không? Thôi từ từ đi các bạn, đúng không? Từ từ lặt, từ từ mình hả lặt, để đi. Có thể á, nếu cây mai yếu quá thì mình lặt, còn cây mai mạnh vậy thôi để đi. Tới ngày 28, 29 gì đó mình lấy cái mình sửa sạn tàn lại luôn, cắt bớt lại. Cái này nó cũng hay ha, nó có hai tác dụng, tôi chia sẻ luôn nè. Nó có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất, những cây mai nút lớn cái lá này chừa lại, đừng có lặt liền. Mình lặt cái lá này là nó dồn nhựa, nó càng lớn cái này nữa, đừng có lặt, để đi. Còn những cây mai mà cái nút yếu, lặt, lặt bỏ để chi, nó dồn nhựa nó nuôi. Như những cây mai này là chơi vẫn được bình thường. Các bạn thấy vậy à, lá vậy. Nhưng khi mà nó bung gió lụa rồi nó nở ra, cái này vẫn đều bình thường, được, cây này được nè. Còn hễ quá tệ á thì thôi, thì mình đổi lại các bạn, tôi đổi hết. Tại vì tôi chia sẻ chơi á, chứ tôi rành em đó lắm. Thay vì tôi nói riêng cá nhân với em đó, nhưng mà trên cái mạng, cái clip tôi chia sẻ thì là thực tế. Có sao mình vậy, đổi đâu. Nè, cái này nè, cái lá lú về để nguyên. Bạn thấy nè, lá nè, để nguyên ha. 27, 28 lặt rồi, toàn bộ là bông không, không có ai nuôi hay hết. Cây mai là phải có lá. Khi mình ra tiệm, mình ra cái dĩa hè mình bán, hồi đó tôi cũng vậy nữa. Mỗi một đêm á, mình lặt cái này bỏ nè, lặt những cái bông này bỏ nè, để làm chi, là thấy lúc nào vậy, ông này nuôi hay quá, đúng không? Cây mai toàn là nút không à, không có một miếng lá, đúng không các bạn? Do vậy cái hình như cái này nè, ta lặt hết rồi, cái mình đi ngang mình nói ồ ông này nuôi hay quá, không có hay. Cây mai là nó phải ra đọt, mà nó không ra đọt là cây mai đó chết. Cây mai mà lặt lá à, nó ra bông mà không ra đọt là cây mai đó yếu. Dạ, người ta sẽ lặt cái này đó, lặt bỏ. Thành ra mình thấy cây mai ủa sao cái lá vậy? Thì bây giờ cây mai này bạn thấy dày thì hết khoảng rồi, đúng không? Cây này khoảng 28 nha các bạn, cũng là cái ngày 16. Nhưng sao các bạn, nó vẫn ngày 16 lặt, nó đâu có giống nhau đâu. Cây này thì khoảng 28 đó là đỡ, và mình vẫn xịt thuốc chứ. Mình thí dụ mình canh Tết thôi, tôi có những bạn hỏi là thuốc để cho nó giảm lợi không, chỉ đẩy ra vô trong mát thôi. Và tôi nói với các bạn như vậy, nên xịt thuốc cho nó, không xịt là chết. Thì mình phải xịt chứ, đúng không? Mình không xịt thì nó cũng tiêu. Đây, thì có những cây mai này, thì các bạn có ủng hộ liên hệ 0909 395 315 để có những cây mai, đúng không? Đó là cái những gì tôi đang chia sẻ đến tất cả các bạn, để mình xem những cây mai của mình nó như thế nào. Như cây này là đúng Tết này, đúng này, thấy không? Cũng cái ngày đó xưa. Rồi, đó là cái tiêu đề đơn giản nhất để mình xem lại những cây mai ở trong vườn mình suốt bữa 16 có ra bông đúng Tết không. Thì năm nay tôi may mắn, không ai hay hết. May mắn nha các bạn, nó trúng Tết ha. Rồi, đây là những cây mai mà tôi lặt. Đây, tại vì thôi bây giờ mình chia thật ra cái cây mai này xài rất là tốt với cái bộ lá này, các bạn xem lại ha. Thì mình ngắt đi nè.
bỏ bớt những cái cành này. Và tôi nói các bạn, cái nút nào nó là mầm lá thì nó ra mầm lá. Như cái bạn nói là nó xịt thuốc để cái mầm lá ra mầm lá, là ra mầm lá. Mầm bông thì ra mầm bông. Cây mai này tôi nói các bạn Tết rực rỡ luôn. Mình xem vậy nè, cái nút cái gạo này à, nó bung vỏ lụa này ha. Nhưng mà các bạn thấy lá phải không? Bị gì cái này, cái mầm lá nhiều. Có những cây cái mầm lá nó ra nhiều hơn cái mầm bông, là do cái đó là tôi nói rồi. Mầm lá đã ra mầm lá, cũng như cái mầm này nè, ra mầm lá thì giờ ra. Thì cái cây này nếu mà mình để đi, bữa 28 mình dọn lại cái là xong, đúng không các bạn? Mình dọn lại cái là cây này cũng rực rỡ. Bởi vì cây mai này, cây mai này là cây mai mình trồng hạt, nó sẽ biến động theo từ cái giống nữa nha các bạn, chứ không phải đâu. Còn cây mai các bạn rép rất là chuẩn là sao? Do mình đã chọn lọc. Và cây mai rép năm nay nở nhiều. Tôi biết nó nở nhiều là bị sao? Là bị gì? Một là các bạn xuất sớm, hai là nó đứng đọt. Thì giờ cây mai riêng nó còn, cây mai này trúng Tết nè, đúng không? Rồi, như vậy thì một lần nữa là mình xem cái nút cái gạo của cây mai lạc lá bữa 16 có trúng Tết không? Đó là tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.